Trạng đua Spanish Grand Prix đã diễn ra với kết quả không quá bất ngờ khi Max Verstappen tiếp tục chiếm vị thế độc tôn tại Barcelona. Hai buổi free practice đầu tiên của Spanish GP kết thúc với kịch bản quen thuộc khi Max Verstappen của đội đua Red Bull đứng đầu cả hai buổi FP1 và FP2. Kết quả đó phản ánh được đúng sự vượt trội khủng khiếp của chiếc RB19. Xét về thời gian đua phân hạng giả lập, Red Bull nhỉnh hơn đội xếp thứ hai là Ferrari tới 0,33 giây. Ferrari Space cũng nhanh hơn Ferrari 0,3 giây. Tốc độ của họ thể hiện ở các góc cua có tốc độ trung bình cũng là ấn tượng hơn so với Ferrari khi nhanh hơn đội đua nước Ý là 0,25 giây và cũng chỉ kém Aston Martin chưa đến 0,1 giây. Trong trận đua sân nhà của mình, Fernando Alonso đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của các khán giả mặc áo màu xanh lá cây trên các khán đài tại trường đua Barcelona, Catalonia. Anh chưa thể vươn lên dẫn đầu trong bảng tổng sắp nhưng cũng kịp xếp thứ hai trong ngày thứ sáu. Dù cho dữ liệu vòng chạy khi chia sẻ mức nhiên liệu thấp chỉ tốt ở thứ ba, song tay đua người Tây Ban Nha cũng cho rằng khoảng cách không lớn và điều gì cũng có thể xảy ra. Race pace của họ cũng chỉ xếp thứ ba khi chậm hơn Red Bull trung bình 0,32 giây một vòng, nhưng là tương đối sát sao với Ferrari. Ngoài ra thì tốc độ của chiếc AMR23 cũng là tương đối tốt, đặc biệt là ở sector 3, một phần nhờ có những pha giao cua tốt ở góc cua số 9 nằm ở cuối sector số 2. Với dữ liệu cho thấy, chiếc AMR23 đang làm tốt hơn RB19 ở các góc cua tốc độ trung bình. Việc bỏ đi đoạn chicane 13, 14 và 15 có vẻ là như không ảnh hưởng nhiều tới Aston Martin. Ferrari mang tới Barcelona một số thay đổi, đặc biệt là phần sidepod và phần sàn xe. Và Spanish GP chính là cơ hội để tìm hiểu về sự thay đổi ở các bộ phận này. Chính vì vậy mà nếu như chỉ nhìn qua về mặt thành tích, sẽ không thể đưa ra bất kỳ kết luận gì về những thay đổi đó có phát huy hiệu quả hay không, khi cả hai chiếc SF23 chưa một lần lọt vào top 5 trong hai phiên đua thử. Dù vậy thì tại qualifying, race pace của họ lại cho thấy những kết quả khả quan với thứ hạng thứ hai trên toàn đoàn đua. Tốc độ của họ ở trên những góc cua tốc độ thấp là ngang ngửa so với Aston Martin, nhưng vẫn thua thiệt khá nhiều ở các cung đường tốc độ cao. Với Alpine, họ tiếp tục chứng minh rằng khi giành được podium ở Monaco không phải là do may mắn. Tay đua người Pháp là một trong những người hiếm hoi có thể đi flat out mà không cần giảm tốc ở góc cua số 9, cho thấy Ocon đang rất tự tin về downforce của chiếc A523. Tốc độ đua phân hạng giả lập của họ tốt thứ tư đoàn đua, còn race pace là thứ năm. Trong khi đó thì thành tích của Mercedes ở hai buổi free practice lại không quá khả quan. Tốc độ phân hạng giả lập của Mercedes mặc dù không quá thua kém so với Alpine nhưng cũng chẳng nhỉnh hơn các đội nhóm giữa như Haas hay là AlphaTauri là mấy. Race pace của Mercedes là tốt hơn so với những gì họ thể hiện trong các lượt chạy ngắn vòng nên họ vẫn có thể hy vọng bứt lên so với Alpine. Một điều nữa đáng chú ý là Lewis Hamilton không có được cảm giác tốt với chiếc W14 bằng người đồng đội George Russell của mình. Phiên practice cuối cùng trước khi bước vào buổi qualifying đã diễn ra với những cơn mưa ập xuống đường đua Barcelona, ảnh hưởng tới kế hoạch của các đội đua. Tất cả các tay đua đều cố gắng thiết lập được thành tích nhanh nhất có thể trước khi đường đua trở nên trơn trượt. Và trong khoảng thời gian đó, Logan Sargeant mắc sai sót ở góc cua số 14 và đâm vào tường rào, khiến cho red flag được đưa ra. Sau khi FP3 trở lại, trời đã đổ mưa và chỉ có một số tay đua có mặt trên đường đua để làm quen với điều kiện đua phân hạng. Thời tiết trở nên tạnh ráo hơn ở cuối phiên và các tay đua cũng mang lốp trơn trở lại. Tuy vậy thì không thể cải thiện được thời gian trước đó. Chung cuộc thì Max Verstappen và Sergio Perez chiếm hai vị trí dẫn đầu, Hamilton thứ ba, Carlos Sainz thứ tư, hoàn thiện top 5 là Fernando Alonso. Bước vào buổi qualifying, cơn mưa xuất hiện ngay trước khi bắt đầu không đủ để khiến cho các tay đua phải dùng lốp inters hoặc wet, nhưng cũng giúp cho thứ tự xuất phát của main race trở nên hết sức thú vị. Đặc biệt là khi điều kiện đường đua sẽ trở nên khô ráo rất nhanh, khi trước các tay đua chạy sau sẽ ngày càng nhanh hơn những người chạy trước. Q1 đã chứng kiến bất ngờ xảy ra khi người giành được pole ở chặng đua này năm ngoái, Charles Leclerc gặp vấn đề về hệ thống treo sau của xe. Các kỹ sư của Ferrari đã cố gắng để khắc phục, song tay lái người Monaco vẫn chỉ khép lại vòng phân hạng đầu tiên ở vị trí thứ 19. Charles Leclerc sau đó được Ferrari thay đổi toàn bộ đuôi xe, cũng như thay mới bộ điều khiển điện tử thứ ba và bộ dự trữ năng lượng thứ tư của mùa giải này. Với việc thay đổi dưới điều kiện Park Firmer, Leclerc bắt đầu cuộc đua từ pit lane, việc Charles Leclerc không thể lọt vào tới Q2 đã báo hiệu trước cho các tay đua một ngày đầy biến động, và quả thật đúng là như vậy. Sau khi vòng đua phân hạng thứ hai khép lại, đến lượt Sergio Perez của Red Bull phải dừng bước khi tay lái người Mexico mắc quá nhiều những sai lầm trong vòng chạy của mình. Cùng với đó là George Russell của Mercedes, người cũng có một ngày thi đấu đáng quên khi ngoài việc không thể lọt vào top 10, Russell còn gây ra cản trở với người đồng đội Lewis Hamilton. Max Verstappen là người dẫn đầu sau vòng đua phân hạng số 2 và tới vòng Q3, cục diện không có gì thay đổi. Chỉ một vòng flying lap với thời gian 1 phút 12 giây 272 là đủ để giúp cho nhà đương kim vô địch có lần thứ 24 giành pole trong sự nghiệp của mình. Những nỗ lực phi thường của Carlos Sainz trong những phút cuối cũng giúp cho các khán giả nước chủ nhà được chứng kiến một tay đua tới từ Tây Ban Nha xuất phát tại hàng đầu tiên, trong bối cảnh mà niềm hy vọng còn lại là Fernando Alonso đã trải qua một ngày thi đấu đầy khó khăn và chỉ xếp thứ 9. Vị trí số 3 cũng là một sự bất ngờ lớn khi Lando Norris
trên chiếc McLaren MCL60 lại thể hiện tốt trên mức kỳ vọng. Alpine tiếp tục cho thấy đà thăng tiến của mình trong những tuần gần đây với P4 của Pierre Gasly và P7 của Esteban Ocon. Nhưng sau khi mà các steward xem lại mà các tình huống mà Gasly cản trở Carlos Sainz và Max Verstappen, tay đua người Pháp đã bị phạt trừ 6 vị trí xuất phát và phải bắt đầu main race ở P10. Hamilton tưởng chừng như cũng đã có được một chỗ trên hàng đầu cho Mercedes, nhưng sector cuối không thực sự tốt khiến cho W14 chỉ đứng thứ 5. Trong một ngày mà chiếc AMA 23 của Fernando Alonso bị hư hỏng ở sàn xe và không thể hiện được phong độ vốn có, Lance Stroll đã tận dụng điều này để có lần đầu tiên có thành tích phân hạng tốt hơn người đồng đội trong năm nay với P5. Bước vào main race, với đặc tính là đường đua gồm có nhiều góc cua tốc độ cao cộng khí hậu nắng nóng của miền Nam châu Âu, Spanish GP thực sự là bài toán cho khả năng giữ lốp của các đội đua. Và xét về khoản trên, chẳng ai làm tốt hơn chiếc RB19 của Red Bull. Max Verstappen xuất phát ở vị trí số 1 và anh chỉ phải chịu đôi chút sự tấn công của Carlos Sainz trước khi hoàn toàn bỏ cách phần còn lại của đoàn đua. Dù cán đích đầu tiên sau 66 vòng đua với cách biệt lên tới gần 25 giây so với người xếp thứ hai, qua đó có được chiến thắng thứ 40 trong sự nghiệp của mình. Đây cũng là cú Grand Slam thứ 3 của Max Verstappen khi anh dẫn đầu cả 66 vòng, giành pole cũng như chiến thắng chặng. Với Mercedes, có thể nói là họ đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với buổi qualifying. Khả năng giữ lốp tốt giúp cho những chiếc W14 có thể chạy lâu hơn trên đường đua mà vẫn có lap times ở mức ổn định và qua mặt được các đối thủ. Thậm chí là những mũi tên đen còn có thể chạy tới 2 stint trên bộ lốp mềm nhất, qua đó giúp cho cả hai tay lái của Mercedes có thể tấn công và vượt qua được Carlos Sainz trên bộ lốp đã cũ, qua đó giành double podium với vị trí thứ 2 và vị trí thứ 3. Hamilton nhận giải tay đua xuất sắc nhất ngày khi leo từ thứ 5 lên thứ 2, còn Russell leo từ P12 lên P3 và đứng vững trước sức ép của Perez ở phần cuối cuộc đua. Trái ngược với Mercedes, Ferrari đúng là đã có một ngày thi đấu vô cùng khó khăn với khả năng giữ lốp vốn là điểm yếu của đội đua nước Ý. Điều này khiến cho Charles Leclerc và Carlos Sainz phải vào pit từ sớm và buộc họ phải chạy stint 2 trên đường khá lâu rồi mới vào pit lần 2. Carlos Sainz do đó không thể giữ nổi vị trí thứ 2 và rơi xuống hạng 5, còn Charles Leclerc dù đã rất cố gắng cũng chỉ về đích thứ 11 và không có được điểm nào. Sự vươn lên của Mercedes hạng này khiến cho Aston Martin đã mất vị thế của mình. Cả hai tay lái của Aston Martin là Alonso và Stroll có một chặng đua khá may mắn khi chỉ về đích vị trí thứ 6 và thứ 7. Cùng đón chờ những diễn biến hấp dẫn của chặng đua Formula One Pirelli Grand Prix du Canada 2023 trực tiếp và độc quyền trên K+.